Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm SumTil trong Excel. Công dụng của hàm SumTil trong Excel là dùng để tìm kiếm và thay thế các ký tự cố bằng một ký tự khác, hoặc là thay thế một chuỗi ký tự bằng chuỗi ký tự khác. Ở đây mình có một ví dụ như sau. Giả sử ở đây mình muốn thay các cái đoạn text này mà có số 03 thành một số 05 chẳng hạn. Thì ở đây mình có công thức SumTil. Các bạn lưu ý là trong các phiên bản Office từ phiên bản 2007 trở đi, thì khi các bạn gõ một tên hàm thì nó sẽ liệt kê ra các cái hàm ở bên dưới để các bạn có thể chọn nhanh. Ví dụ SumTil bắt đầu bằng chữ S, mình gõ chữ S xong rồi chữ U tiếp theo. Đó. Thì nó sẽ hiện ra một loạt hàm bên dưới này. Gõ tiếp chữ B chẳng hạn. Đó. Khi tìm được cái hàm bên dưới rồi thì các bạn có thể nhìn nhanh và chọn. Để chọn thì các bạn bấm phím mũi tên ở trên bàn phím này để di chuyển này. Rồi bây giờ mình chọn là SumTil này, các bạn bấm phím Tab để chọn. Rồi bây giờ ở đầu số đầu tiên thì các bạn chọn cái đoạn text mà các bạn cần tìm kiếm. Ở đây nó là B6. Cái đầu số thứ hai là cái ký tự mà các bạn cần thay thế. Ở đây mình muốn thay thế cái ký tự 03. 03 đó là ký tự chuối, các bạn cho vào cổ kép 03. Đầu số thứ hai mình muốn thay 03 thành số 05 thì các bạn chọn là 05. Đóng ngoặc. Kết quả cho chúng ta là các cái số 03 thành 05 này. Các bạn kéo xuống để áp dụng cho tất cả các cái dòng bên dưới. Đó, 03 thành 05. B03 cũng chuyển thành 05. Hoặc nếu các bạn muốn thay 03 thành ký tự nào khác đó chẳng hạn thì các bạn cứ gõ vào đây thôi. Ví dụ mình thay bằng chữ test chẳng hạn. Thì nó sẽ thay cho các bạn. Được, video của mình đến đây xin hết. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn hãy nhấn nút đăng ký và nút subscribe ở bên dưới video này để ủng hộ kênh của mình và có thể theo dõi các video tiếp theo. Nếu có câu hỏi gì cần thắc mắc thì các bạn cứ comment ở phía bên dưới, mình sẽ trả lời. Cảm ơn các bạn.